Và thí sinh tiếp theo, Trần Lê Tú Phụng. Xin chào ban giám khảo, chào quý vị khán giả. Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Phụng Hy. Con quê quán Bà Rịa Vũng Tàu, đến từ Đà Lạt ạ. Dạ, số chứng minh nhân dân là 2734228XX. Cái gì vậy? Dạ, số điện thoại là 0986059XXX. Bà kết bạn muốn phương đâu ra vậy bà kia? Trời ơi, rồi bây giờ sẵn sàng chưa? Cái gì? Cho con xuống được không? Thiệt hay giỡn? Chào Thảo. Trời đất ơi, hôn nhỏ cái coi. Sao khóc? Thôi bỏ đi con trai, giờ sao dễ dãi quá vậy? Không, hỏi chuyện thôi, tại sao khóc? Đi thi vô ra đây khóc gì? Không. Hả? Cái thế lực của hai người. Sợ ai? Quay lên kìa, nhìn ông Địa cái. Sao ông Địa luôn kìa thiệt. Chắc đèn ở mỗi một mùa là em nhiều hơn xưa. Rồi, sẵn sàng. 60 giây, bắt đầu. Ta ơn thần linh, có người cúng rồi. Cái gì vậy bà? Thần ơi, con lùn quá, thần giới tay thần lấy giùm con đi. Giới lấy giùm nhỏ vậy đó. Đâu rồi? Trời ơi! Trời ơi, thần linh quá. Rồi. Chúc mừng bạn. Chứ này đã cười, hãy giơ cúng trái cây là được cười liền. Rồi, 2 triệu, vậy trái cây 2 triệu. Rồi, nó nhớ trả lại em mượn ta. Nhỏ này nó có duyên, từ nãy giờ nó cứ trả treo vậy đó. Thi mà cứ trả treo vậy là vui rồi nè. Mà có cái gì nữa không vậy hay là vậy thôi? Dạ, còn nhưng mà sợ. Còn thì làm, cứ nãy giờ là đang có duyên đó, mọi người đang thiện cảm em đó. Cứ trả treo vậy là duyên rồi đó. Vậy bạn quyết định thi tiếp hay ngừng lại? Thi tiếp. Bạn thi tiếp. 60 giây bắt đầu. Ai mánh tẹ hô vịt lồn không? Ôi cháu ơi, buôn bản với chưa khó khăn quả nè. Để kệ chó nghe. Ôi cháu ơi, hôm bữa tài cái chỗ ní, cũng tài cái chỗ ní. Ôi cháu ơi, nó sập. Tài cái chỗ ní này, tôi gặp hai đứa hẳn. Ôi cháu ơi, thằng T hẳn bảo con T, em phải bỏ nó cho anh, gia đình anh là không thể chấp nhận. Bay vô, bà cho hẳn một bà. Ôi cháu ơi, tôi chửi hẳn cái thử của Mỹ á nè. Tài răng ngoài tình, mừng cho con ta cái bụng thề lè đó tớ. Rửa mà bỏ người ta không được nữa. Rửa bọn hẳn bay vô bà tôi. Cái tật nhiều chuyện, hẳn bảo là con kêu cổ là bỏ cái áo đầm đi, tại gia đình con không chịu cái áo đầm đó, vậy mà cổ không chịu. Thiệt là rửa bứng nguyên rồ bánh tẹt nữa, hột vịt luôn, chó không luôn. Hết thời gian. Nói tiếng Huế có rành đâu mà bày đặt nói. Rồi nói trật lất hết trơn, con không có hiểu câu chuyện nói cái gì. Con quên hoài rồi. Lúc thì nở, lúc thì rửa. Bây chứ anh bằng thơ mang trà ký bình trà kìa. Nè. Đấy, mang kìa. Cho này thằng phù hộ không được. Thằng có lỗi quá. Rồi, nói tiếp đi. Thôi, thô sơ lắm. Cưng nha. Gieo khởi. Bây giờ, hãy gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Hãy đón chào Tiêu Minh Phụng. Em chào anh Trấn Thành và xin chào anh Trường Giang. Em đang làm việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn năm nhất. À, mê hài lắm hả? Dạ. Mê anh Ngô Kiến Huy lắm hả? Dạ không. Sai luôn. Với mê ai? Dạ. Thần tượng của em thì là chú Quỳ Linh. Còn người mà em cảm thấy là
cần để em học hỏi nhiều á là anh Trấn Thành. Đó, hay quá. Tôi nhìn là tôi biết là bên Linh rồi. Khoan, nhưng mà vấn đề là học hỏi tôi cái gì nè? Dạ, thứ nhất là sự nỗ lực, và thứ hai nữa là đó là biết vượt qua được mọi thứ, và cái nữa là anh sống rất là tình cảm. 1 triệu like. Nói chứ cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây và nói cho anh những cái lời nói rất là chân thành. Thì anh hy vọng là hôm nay em sẽ diễn cái gì đó thiệt là vui ha. Dạ. Rồi em ơi. Dạ. Mình có đạo cụ gì không Hỷ? Dạ không ạ. Rồi. Có bộ đồ thôi. Ôi trời đất ơi. Đó, nói đầu vô thấy vui vui rồi đó. Vui vui, được. Vô. Xanh chuối, đọt chuối đồ em. 60 giây, bắt đầu. Chào mấy con. Chào hai bức thượng nữ thần. Chào luôn cái miếu. Quy ơi Quy, em bây giờ là đề tài của hài hước Quy. Thiệt luôn á, không có em là chương trình này không có hài luôn á. Quy, một thời gian nữa tôi nói bảo đảo sẽ có cái miếu ông Quy mà tôi nói thiệt á. Rồi đi ra tới ngã ba, tới tự nhiên tới lộ tẻ cái dừng là sắp miếu ông Quy. Ông Quy lên thiên phù hộ cho con. Tôi thấy ông nhìn tôi có ánh mắt chiều mến lắm, mà giờ ông đưa tôi lên miếu luôn. Được, 2 triệu. Cái này là miếng thời sự. Được, chịu nha, triệu like. Em hơi run quá, em xin hát một bài được không ạ? Được rồi, mời em. Trời ơi. Vui lắm. Ta ra, ta run. Còn này nó run giữa giờ. Giống như run giờ giải lao vậy. Ca đi cơ. Dạ, em xin gửi đến cho bài này em tặng cho anh Trấn Thành với anh Trường Giang và anh Ngô Kiến Quy ha. Dạ, với tất cả quý khán giả một khúc hát cải lương làm tiếng trống mê linh. Rồi. Rồi, vô. Phu nhân ơi khăn trắng đêm nay chẳng làm với tâm sự, thì ba lại ta tờ của phu nhân đã tròn tình giang nghĩa. Đứng trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lừa đó, để cho bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước hoài hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã quảng binh để bảo toàn mạng sống cho ta dù trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy kêu gọi nghĩa quân anh dũng tấn công đi, hãy nổi trong tấn công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ, đưa tiếng hồn ta về tận cuối phương trời. Phu nhân ơi, sống chết là chuyện. Được rồi. Hay quá, vỗ tay. Nói em nghe, hồi nãy mà em làm cái này mà em thi chồng. Em không? Ta nổi gió lên ta kêu, phu nhân hãy tấn công đi, phu nhân hãy tấn công đi. Mà nội em làm vậy, anh với anh Giang nãy giờ bò ra thôi, anh con nghe không? Dễ thương lắm, mà hát được chứ phải không? Rồi. Rồi, thoải mái chưa? Sao cưng, thấy duyên quá rồi, khán giả ta đang hát. Dạ, em nghĩ là em... Tiền không quan trọng nên em nghĩ em sẽ đi tiếp. Đúng. Đi tiếp. Chịu. Với cái sự yêu mến của em dành cho anh Trấn Thành, nếu em rớt anh Thành vẫn tặng cho em 10 triệu được. Không có gì phải lo ngại nha. Riêng anh Giang là cũng có thêm 10 triệu nữa, tại vì cái tình thương á, anh em như nhau. Anh đau bụng quá anh đi về trước. Rồi thoải mái chưa? Mình giỡn cho em thoải mái đó. Rồi cố lên cưng. Bắt đầu nha. Chuẩn bị nha bạn. 60 giây. Bắt đầu. Rồi bây giờ ngoại kể câu chuyện ha. Đó thì bữa đó trong nhà nó có 4 con rùa. Đó thì một bữa nọ thì 4 con rùa nó mới buồn với nhau, bị nó coi Trường Giang nó hát bài đời tôi cô đơn, nó hát gớm lắm. Đó thì bữa đó nó hát xong, nó nhậu xong nó lên men, thì 3 cái con rùa lớn nó mới kêu con rùa nhỏ. Rùa nhỏ hết rượu rồi mày đi mua rượu đi. Thì con rùa nhỏ nó mới tức quá trời đi, bị nó nhỏ mà nó có chút xíu giống như Trường Giang vậy đó. Đó xong nó mới toàn tiền nó đi mua rượu. Nó đi 1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi 4 ngày nó vẫn không về. Thì cái con rùa lớn nó mới bực quá, nó ở nhà nó mới nói: trời ơi, cái con rùa nhỏ nó làm gì mà đi mua rượu lâu dữ ha. Rồi nghe có đầu tiếng thè thế ở ngoài: mày mà nói nữa là tao không có đi luôn á. Dạ. Thì đó, xong rồi cuối cùng nói chung là bây giờ không có cự và xả dài. Bây giờ hỏi có cự không? Rồi chơi luôn. Xong mà... hết thời gian.
anh chờ cái con rùa nhỏ với con rùa lớn nó gặp lại là cái chuyện gì xảy ra mà tự nhiên rùa nói mẹ không đi tao không đi luôn gì đó là sao? Tại vì ý là có đi con rùa nó 3-4 ngày á, rùa đi chậm á là 3-4 ngày nó mới có bước ra được anh tới cái cửa. Nói về rùa là biết chắc chắn là đi chậm rồi, nhưng mà cái đó không đủ cái đô để cười thì vì ai cũng biết là rùa đi chậm rồi. Thí dụ nè, sau 3 ngày ba con rùa kia ngồi đợi, thấy không? Rồi bây giờ em gọi điện thoại hỏi con rùa kia, mày đi tới đâu rồi 3 ngày mà tại sao mày chưa vậy, mày đang ở đâu? Tao mới ra được khỏi cửa quán. Thí dụ vậy, mình có cái gì đó cho người ta hình dung ra được, nó phải rõ ràng. Trời, tự nhiên kể một câu chuyện, anh gọi anh hy vọng quá trời, cuối cùng không, cái con rùa kia không biết làm cái gì, không về. Cái lý do mà tại vì hôm nay em không thi được là do em nãy em chọc cái miếu ông Quy, nên nó không có phù hộ nội trì. Quở đó, quở đó, quở. Thôi được rồi, nói chung là em là có duyên đó, và em rất là thông minh nữa đó. Và em gọi là rất tự tin trong cái việc thể hiện, nhưng mà không may mắn thôi. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Thí sinh tiếp theo, bạn Phạm Xuân Trường. À, xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến công ty Điền Quân. Xin chào anh Trường Giang, xin chào anh Trấn Thành, xin chào anh Tiến Luật. Em tên là Phạm Xuân Trường, xin cảm ơn âm nhạc. Oh. Công việc của bạn chắc là cũng làm MC cho mấy cái chương trình lễ hội đúng không? Dạ cũng có. Anh nghe cái nhạc là anh biết rồi đúng không Thành? Đó là nhạc chủ đề anh luôn. Cũng có làm đúng không anh? Hả? Anh cũng có làm cái nhạc này chưa? Chưa bao giờ. Cái này là OST đấy em. Cái OST, cái nhạc chủ đề của em. Thì luôn thường anh, cái nhạc này là cho những cái bạn MC mà làm mấy cái chương trình liên quan, rồi mấy chương trình của công ty để tạo ra những trò chơi dựa trên cái nền nhạc này đúng không? Dạ đúng. Tụi anh cũng có nghiên cứu nhiều lắm em, cho nên tụi anh cũng biết nhiều. Dạ cái này em chào sân thôi, em không dám chơi bởi vì em biết là anh biết rồi. Không phải. Anh đâu nói về vấn đề đó. Đâu có chơi đâu. Nhưng mà ý là anh nói là nãy nha, nãy chào sân hơi nhẹ nha. Dạ. Bỏ nhạc như vậy là phải kiếm cái câu nào đắc đắc ra chào, thấy lấy thiện cảm đúng không? Dạ. Chứ bỏ nhạc ra nói gì ai cũng nói được đúng không? Chỉ cần đúng dịp thôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi tới đây để chào cho mọi người, nó dễ quá, phải nghĩ dạ. Trong câu nào ok hơn nha. Rồi, bây giờ thi nè. Dạ em bây giờ còn đang hồi hộp lắm, thành ra giao lưu tí xíu. Giao lưu được hết. Dạ em đến từ Hội An, Quảng Nam chứ không phải là ở đây. Một nơi cũng rất là xa. Và vào đây cái mục tiêu của em thì chỉ là cố gắng làm thế nào đó để được lên sóng thôi. Và đặc biệt là nói chung là có vợ ở nhà rồi, có ba mẹ rồi, có bạn bè rồi này kia, thành ra là cũng động viên dữ lắm. Cho nên là ngày hôm nay sẽ cố gắng hết sức mình. Mong quý vị trong trường quay mong dạ anh MC cũng ủng hộ cho em. Anh lúc nào cũng ủng hộ mà. Mong hai vị giám khảo ủng hộ cho em. Em đang làm công việc gì? Chính xác là công việc gì? Dạ nói chính xác luôn á thì em gọi là giả cào. Giả cào là sao? Giả cào tức là có cái nào cào bảo đó à. Dạ. Cái giả cào là một cái dụng cụ người ta đi lưới á, mà có cào lấy được gì lấy đó là một cái hình thức rồi, hủy hoại thiên nhiên đó. Cái chính xác nhất của em là cũng là dẫn chương trình nghiệp dư, rồi em cũng làm sự kiện rồi này kia ở Đà Nẵng, Hội An. Dạ. Rồi tại sao gia đình lại ủng hộ bạn? Dạ tại vì tại vì ba mẹ em rất là thích chương trình này, không có bỏ tập nào hết trơn. Cho nên em ba mẹ thì không có biết em đăng ký đi thi, nhưng mà em muốn đăng ký để cho ba mẹ thấy được là mình con mình ở trên truyền hình rồi này kia đó. Dạ. Ngày hôm nay bạn xuất hiện ở đây ba mẹ biết không? Dạ xuất hiện ở đây thì ba mẹ biết à. Dạ bạn biết à. Dạ. Rồi mình đã chuẩn bị mấy tiểu phẩm? Dạ em chuẩn bị 5 cái nhưng mà bây giờ chắc chỉ còn được 3 cái. Là có thể gọi là cười đúng không? Dạ. 3 cái thì cũng nhiều tiền rồi. Dạ. Hy vọng. Dạ. Cố gắng lên. Dạ em xin phép chuẩn bị đầu cụ. Ok. Ai thở vậy? Rồi khi nào sẵn sàng báo anh nha. Dạ sẵn sàng. Em có 60 giây bắt đầu. Từ Hội An lặng lẽ vô đây, không biết là thi cử như thế nào, nhưng mà trước tiên người ta nói là đến đâu phải cúng cho nó kỹ thì người ta mới phù hộ. Miếu ông Luật. Nhanh.
Nhanh. Dạ có, con có chuối, dạ. Dạ con có bánh. Dạ cúng mấy ông Luật thì có bánh trung thu, thì phải có hoa trang. Dạ con xin chúc cho ông làm ăn phát đạt, phát triển, rồi chúc cho tóc. À mà thôi, cái này chúc chắc không có hiệu quả. Dạ chúc cho cái quán thịt bò của hai vợ chồng ông là mua bán đắt, gặp được những vị khách thượng hạng, chứ đừng gặp khách như Trắng Thành, đi ăn mà không có đem tiền cũng chẳng có đem thẻ. Dạ. Dạ con xin cảm ơn. Trời ơi. Alo bà xã hả? Đứng hình luôn. Chưa hết hoang mang. Tiếp nếu tiếp tục thì em nói như kể cái tiếp tục á. Nếu bà xã gọi bà xã nói sao? Dạ em điện về bà xã nói là đợt tới chắc là xin ở bệnh viện 600 giường chứ không có xin được bệnh viện Hoàng Mỹ. Dạ bệnh viện Hoàng Mỹ nó nhiều tiền hơn vậy. Không hiểu lắm. Là sao? Là sao? Ấy là em thấy cái này về nếu như có tiền thì cho bà xã xin cái bệnh viện cao cấp hơn. À đưa vợ đi đẻ đó. Hồi nãy á, ví dụ cái hình thức bạn có thể là bạn ra, bạn đi với bà xã luôn, một người nào đó phụ diễn bạn ha. Cái hai người ngồi đó sẽ bà xã bạn diễn một cái vai khù khờ chẳng dạ, hạn. Dạ 8 tháng rưỡi rồi anh. Không, anh nói ví dụ là em dạ. Kiếm một người bạn diễn, rồi hai vợ chồng, một người chồng thì lanh lợi, người vợ thì khù khờ. Cái nó kêu em bày ra đi cúng mấy ông Luật kìa, chứ không thôi người ta không cho đâu. Cái cô vợ bày ra hết bánh rồi tới trái rồi tới hoa trang. Rồi cái cô vợ bày ra cầu ông Luật mà cầu mấy cái này sao thành công. Lúc đó em mới móc cái hộp kem dưỡng tóc ra. Thí dụ vậy, để phải có hai cái người nó đối thoại qua lại thì cái sự giao đại nó ngắn dần. Thì khi em móc cái kem dưỡng tóc ra ví dụ vậy thì có thể nói thì được, người ta có thể là cười nếu em diễn giỏi. Dạ. Chứ còn những cái này thì nó đoán được quá. Hết, nó thường quá. Nha em nha. Dạ cuốn chiếu. Ok, cảm ơn em.